Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ các bạn ba trận đấu hay của Lại Liên Huynh tại đấu trường Thiên Thiên Tiễn Kỳ diễn ra ngày hôm qua 3/9/2022. Mời bạn xem trận đầu tiên, Lại Liên Huynh cầm đỏ đầu tiên gặp Sở Dục Hồng cầm đen thủ hậu, trận đánh rất là hấp dẫn, mời bạn xem thích.将军。将军。将军。将军。
bảo bốn bình chính chém tốt, võ xá võ bạ xe. Trên đây thì giải dục hồng không còn đường chống đỡ nên đã buông cờ nhận thua. Mời bạn xem trận tiếp theo, Lại Lê Huynh cầm đen thủ hậu gặp giải dục hồng cầm đỏ đi tiên. Mời bạn thưởng thức.
Chương trình. Xe 7 tấn 3 chiếu tướng sát cục. Mời bạn xem trận tiếp theo, Lại Lê Huynh cầm đỏ đầu tiên gặp Giả Dục Hồng cầm đen đấu hậu. Mời bạn thưởng thức. Chương trình.
Chương trình. Mã tám thối sáu, trên đây thì Giả Dục Hồng không còn ý chí để chiến đấu nên đã đi sai lầm. Trên đây thì Huynh nhẹ nhàng dùng mã sáu tấn bốn chém mã bạ xe võ xá quá khó, Giả Dục Hồng đã buông cờ nhận thua. Và video của mình cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông, mình sẽ tìm video hay nhất và mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn, xin chào các bạn ở đây và hẹn các bạn ở video sau.